Nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Thanh Tuấn. Và hôm nay Nhà đất Thanh Tuấn xin giới thiệu đến hàng một căn nhà có một mức giá đó là 3 tỷ tư nha quý khách hàng ơi. Và căn nhà của ông ta thì nằm ngay vị trí đó là đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì chúng ta chỉ cách ngã tư Quang Trung thì tầm đó là 500m thôi. Và căn nhà của ông ta được một kiến trúc sư thiết kế thì cực kỳ là đẹp nha. Thiết kế đó là một chiệp một lầu này, với một diện tích đó là ngang 4, độ dài lên đến đó là 11m. Và được gia chủ thiết kế đó là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nha quý khách hàng. Và đây là mặt tiền chính của chúng ta với một kiến trúc thì rất là hiện đại nha. Và một kiến trúc rất là đẹp. Và căn nhà này thì được gia chủ thiết kế tân trang lại nha quý khách hàng. Và có hướng là hướng đông nam, phù hợp cho quý khách hàng nào phong thủy đông tứ chặt nha quý khách hàng. Và đây thì chúng ta coi vị trí trước nhà của chúng ta nha. Vị trí trước nhà đó là một con hẻm rất là rộng rãi lên đến đó là 4m. Đó, quý khách hàng có thể di chuyển xe hơi vào đến nhà nha quý khách hàng. Và đây là con hẻm thông nha quý khách hàng ơi. Xe qua lại thì rất là dễ dàng và rất là thoải mái luôn nha. Cái khu vực phía ngoài đây thì chúng ta có một bộ cửa này, gia chủ thiết kế rất là đẹp và rất là chắc chắn nha. Phía bên trên thì chúng ta có khu vực đó là ngói thái. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiến vào khu vực bên trong nha, chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu vực bên trong của căn nhà của chúng ta. Thì ngay khi bước vào thì chúng ta có thể thấy một phòng khách thì gia chủ thiết kế đó là toàn bộ nội thất rồi. Một bộ ghế sofa này, kệ tivi này. Thiết kế thì rất là đẹp rồi. Khi mua nhà thì gia chủ sẽ để lại những nội thất này cho quý khách hàng của nhà. Một căn nhà thì với chiều ngang lên đến 4m, chiều dài lên đến đó là 11m. Thì rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Và một mức giá thì rất là rẻ thôi. 3 tỷ 480 triệu nha quý khách hàng. Giá thì đang còn thương lượng. Đây là khu vực sàn nhà thì được gia chủ lo chúng ta đó là gạch men giả gỗ nha quý khách hàng. Một loại gạch tưởng như đó là gỗ nha quý khách hàng. Đó, đi cảm giác rất là mát chân luôn. Đây thì khu vực bàn ăn này, một bộ bàn ăn lên đến 4 ghế. Đây thì chúng ta đi vào không gian nhà bếp này, một bậc tam cấp đi lên. Thì bên ngay khi bước vào khu vực bên trong đây thì chúng ta có một khu vực nhà bếp thì gia chủ áp sát vào bên tay phải. Ở đây có khu vực đó là tủ bếp này. Đó, vòi hoa sen này. Đây thì chúng ta có những kệ để đồ ở đây nha. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế khu vực cuối nhà. Tại đây thì quý khách hàng có thể đặt được một bộ bàn ăn tại đây được nha quý khách hàng ơi. Đây là khu vực phía sau nhà của chúng ta. Thì chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm gia chủ thiết kế này. Đó. Một căn nhà thiết kế theo kiến trúc đó là shop house. Rất là đẹp nha quý khách hàng. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Và ngay khi bước lên thì chúng ta có một khu vực nhà vệ sinh đầu tiên ở khu vực phía cuối nhà, thiết kế rất là đẹp nha quý khách hàng. Các thương hiệu đó là thương hiệu của Toto này, bồn rửa tay của Toto và vòi tắm hoa sen. Tiến vào khu vực phía trước thì chúng ta có hai khu phòng ngủ. Phòng ngủ này thì đầy đủ nội thất nha, có tủ quần áo này. Đó, phòng này thì để trống thôi. Như phòng phía trước đây thì chúng ta cũng có đầy đủ nội thất luôn. Giường, tủ quần áo, máy lặn, rèm cửa. Nhà thì có hai khu phòng ngủ. Đó, phòng ngủ đầu tiên này. Và đây là khu phòng ngủ thứ hai. Một căn nhà có một diện tích ngang 4, độ dài đó là 12. Giá rao bán với giá đó là 3 tỷ 4. Một mức giá thì rất là vừa phải, cũng không có mắc, cũng không có rẻ nha quý khách hàng. Đây là khu vực ban công thì ở đây thì chúng ta có thể phơi quần áo tại khu vực này. Đó, khu vực phía trước này. Đường vào thì rất là rộng rãi, một con hẻm rất là thông thoáng nha quý khách hàng. Đó. Rồi, và nhà đất Thanh Tuấn cũng xin nhắc lại căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài là 11. Giá gia chủ đang rao bán với giá đó là 3 tỷ 480 triệu đồng, giá thì đang còn thương lượng. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Thanh Tuấn nha. Và nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác.